Tiểu thuyết Thằng Cười, tác giả Victor Hugo, người đọc Trần Châu. Vô khối người Basque và người Ireland hiểu nhau, họ nói bằng thứ tiếng lóng cổ xưa của người Carthage. Thêm vào đó, những quan hệ thân thiết giữa xứ Ireland chính thống với xứ Tây Ban Nha chính thống. Quan hệ thế nào mà cuối cùng hai xứ cho treo cổ tại London một ông gần như là vua Ireland, quân tước De Brany, người xứ Gaan, nhờ đó mà có lãnh địa Leitrim. Bọn Comprachicos là một thứ phường hội chứ không phải là một bộ lạc, nhưng một thứ cặn bã hơn một phường hội. Đây là toàn bộ tầng lớp đói rách của trần gian, lấy tội ác làm nghề sinh sống. Đây là dân tộc hề, gồm tất cả các thứ áo manh quần giá, nhận một con người vào hội, tức là giá thêm một mảnh dụng. Lang thang là quy luật tồn tại của bọn Comprachicos. Xuất hiện đó rồi biến mất đó. Cái gì chỉ được tha thứ thì không bao giờ bám rễ. Ngay cả trong những vương quốc xem chúng là kẻ cung cấp hàng cho triều đình và khi cần là trợ thủ của vương quyền, đôi lúc chúng cũng thình lình bị ngược đãi. Vua chúa sử dụng nghệ thuật nhưng đài đọa nghệ nhân. Những chuyện phi lý đó sẵn có trong tính khí thất thường của nhà vua, vì đó là ý thích của chúng ta. Hòn đá bay lăn và nghề nghiệp lén lút không bao giờ có rêu bám. Bọn Comprachicos đều nghèo khổ. Lẽ ra chúng có thể nói như một phù thủy gầy gò rách rưới, nhìn thấy giàn thiêu bốc lửa, lợi bất cập hại. Có lẽ chắc chắn nữa là khác, những thủ lĩnh của chúng vẫn không được ai biết đến. Những bọn chủ hầu cỡ bự trong nghề buôn trẻ con cũng giàu có. Điểm này sau hai thế kỷ cũng khó làm sang tỏ lắm. Như chúng tôi đã nói, đây là một thứ hội kín. Chúng có luật lệ, lời thề. Thể thức của nó hầu như nó có cả yêu thuật. Ngày nay, ai muốn biết nhiều chuyện đó của bọn Comprachicos, xin mời sang Biscay và Galis. Vì có rất nhiều người Bát trong số, nên truyền thuyết của chúng xuất xứ từ những rặng núi đó. Hiện nay, người ta vẫn bảo là có bọn Comprachicos ở Oraison, ở Uquistondo, ở Leso, ở Astigarraga. Ở nước đó, coi chừng, ta giao con cho bọn Comprachicos, là câu các bà mẹ thường dọa con cái. Bọn Comprachicos cũng như bọn Zigan và bọn Gypsy trao đổi hội đàm. Vào thế kỷ 17, chúng có bốn nơi chính đi gặp nhau. Một ở Tây Ban Nha, đều Bangkokbo, một ở Đức, khu rừng thưa có tên gọi là Người Đàn Bà Bất Chính, gần Diekirch, nơi có hai bức tượng nổi, bí hiểm tượng trưng một phụ nữ chỉ có đầu và một người đàn ông không đầu. Một ở Pháp, ngôi mộ cổ của bức tượng khổng lồ, cái chùy hứa hẹn trong khu rừng thiên Bordeaux-Tomona, cạnh Bourbon-les-Bains. Một ở Anh, sau bức tượng giường của William Chaloner, dũng sĩ tùy tùng của Gisborne ở Cleveland York, giữa hai tháp chuông và cái đầu hồi lớn có một cửa hình cung nhọn. Bốn La Mã. Ở Anh, những luật lệ trong lại bọn du đảng bao giờ cũng rất khắc nghiệt. Trong pháp chế Gothic của mình, nước Anh dường như dựa theo nguyên tắc một con người lang thang còn tệ hơn một con thú lang thang. Một trong những luật lệ đặc biệt của nước Anh xem người vô gia cư nguy hiểm hơn rồng rắn độc, mèo rừng và rắn ma. Nước Anh từ lâu lo ngại về bọn Gypsy mà họ hung dữ sạch, cũng như lo ngại về chó sói mà họ đã quét hết. Về điểm này, người Anh khác người Ireland chỉ biết cấu thành ban sức khỏe cho sói và gọi sói là kẻ đỡ đầu. Tuy vậy, pháp luật nước Anh như ta vừa thấy đã tha cho loại sói được thuần dưỡng nuôi trong nhà và đã trở thành chó nhà, cũng dung thứ cho kẻ du đảng thực thụ đã trở thành công dân. Người ta không quấy rầy anh hề xiết, anh cắt tóc rong, nhà vật lý, người phu khoan giáp, nhà bác học ngoài trời, bởi vì họ đã có một nghề sinh sống. Ngoài điểm đó ra, và chỉ trừ những biệt lệ thôi, tính chất tự do trong con người lang thang vẫn khiến cho luật pháp phải lo sợ. Một kẻ qua đường có thể là một kẻ thù. Ngày xưa, cái việc hiện đại gọi là đi nhẫn nhơ chưa được ai biết. Người ta chỉ biết có cái việc cổ xưa là rình mò, bộ mặt khả nghi, thứ mà mọi người đều hiểu và không ai có thể định nghĩa, đủ để cho xã hội tóm cổ một con người. Mày ở đâu? Mày làm gì? Và nếu hắn không trả lời được, thì có nhiều hình phạt nặng nề chờ đợi hắn. Sắt và lửa đều được ghi trong pháp luật. Luật pháp thực hành việc đốt cháy da thịt của kẻ lang thang. Do đó, trên toàn bộ đất nước Anh có một đạo luật tình nghi thực sự áp dụng cho bọn lang thang lúc nào cũng có thể thành kẻ bất lương. Cứ nói thẳng là thế,
và đặc biệt áp dụng cho bọn Gypsy mà việc trục xuất đã được so sánh sai với việc trục xuất người Do Thái, người Mo ở Tây Ban Nha và người theo đạo Cải Lương ở Pháp. Còn chúng tôi không bao giờ lầm lẫn một việc săn lùng với một việc khủng bố. Cần nhấn mạnh, bọn Comprachicos không có gì giống bọn Gypsy cả. Bọn Gypsy là một nước, bọn Comprachicos là một hợp thể của tất cả các nước. Một cặn bã, như chúng tôi đã nói, cái chậu ghê tởm chứa đựng mọi thứ nước bẩn. Bọn Comprachicos không có một thổ ngữ riêng như bọn Gypsy. Tiếng lóng của chúng là một thứ thổ ngữ hỗn tạp. Tất cả mọi thứ ngôn ngữ trộn lẫn thành ngôn ngữ của chúng. Chúng dùng một tiếng hổ lốn giống như bọn Gypsy. Cuối cùng, chúng thành một dân tộc len lỏi giữa các dân tộc. Nhưng mối liên hệ chung của chúng là hội kính chứ không phải chủng tộc. Qua tất cả các thời kỳ lịch sử, người ta có thể nhận thấy trong cái biển cả gọi là nhân loại này có những dòng số người độc hại chảy riêng rẽ như thế, phần nào gây ô nhiễm xung quanh chúng. Bọn Gypsy là một gia đình, bọn Comprachicos là một thứ hội tam điểm mà không có một mục đích cao cả, tam điểm mà lại có một nghề sống ghê tởm. Điểm khác cuối cùng là tôn giáo. Bọn Gypsy giống vô đạo, bọn Comprachicos là tín đồ Cơ Đốc giáo và còn ngoan đạo nữa, xứng đáng như một hội kính. Mặc dù pha tạp bằng mọi dân tộc đã nảy sinh ở Tây Ban Nha, nơi tất cả đều sùng đạo. Bọn chúng không chỉ ngoan đạo, chúng còn theo quái chính thống. Và hơn cả chính thống, chúng phục tùng giáo hội La Mã, đa nghi trong tín ngưỡng và thuần túy đến mức từ chối không kết bạn với đám du cơ Hungary Hupes dưới quyền chỉ huy và lãnh dắt của một cụ già cầm quyền trượng núm bạc trên có con đại bàng hai đầu của nước Áo. Đúng, đám dân hung này là bọn ly giáo, đến mức tổ chức lễ Đức Bà lên trời vào ngày 27 tháng 8, thật là tồi tệ. Ở nước Anh, dòng họ Stuart còn trị vì ngày nào, thì hội kính Comprachicos còn gần như được che chở. Chúng tôi đã nói sơ qua lý do, Jacques Đệ Nhị, một người mộ đạo, thường khủng bố dân Do Thái và tầm nã bọn Gypsy, lại là một vị hiền dương đối với bọn Comprachicos. Ta đã thấy vì sao rồi. Chính Comprachicos mua cái khoản nhân liệu mà nhà vua lại là người buôn. Chúng có biệt tài trong việc thủ tiêu, lợi ích nhà nước thỉnh thoảng lại muốn có những việc thủ tiêu. Một người thừa kế này trở ngại, tuổi còn thơ mà được chúng mó đến nhào nặn, tất mất hẳn hình thời dạng. Như thế những việc tịch thu được dễ dàng, việc thuyên chuyển lãnh địa cho những người được sủng ái, giờ đã trở thành đơn giản. Bọn Comprachicos là rất kín đáo và rất ít nói. Chúng giao ước im lặng và biết giữ lời hứa. Điều rất cần thiết đối với những chuyện quốc gia, hầu như không có trường hợp nào mà chúng phản bội những điều bí mật của vua. Đó là quyền lợi của chúng, đúng thế. Và nếu vua mất lòng tin thì chúng gặp đại họa ngay. Vì vậy, về phương diện chính trị, chúng là một phương tiện. Ngoài ra, bọn nghệ sĩ này còn cung cấp ca sĩ cho giáo hoàng. Bọn Comprachicos được duyệt khi cần hát bài thánh thi Allegri. Chúng đặc biệt trung thành với Marie. Tất cả những việc đó thích hợp với khuynh hướng phục tùng giáo hội La Mã của triều đại Stuart. Vua Jacques Đệ Nhị không thể thù nghịch với những con người mộ đạo sùng bái Đức Bà Đồng Trinh đến mức sáng tạo ra những quảng quan. Năm 1688 ở nước Anh có sự thay đổi triều đại. Dòng họ Orange thay thế dòng họ Stuart. Guillaume Đệ Tam thay thế Jacques Đệ Nhị. Jacques Đệ Nhị chết ở chỗ đi đài. Tại đây, ông ta làm phép màu trên mộ mình và thánh tích của ông chữa cho giám mục Atun khỏi bệnh trĩ, phần thưởng xứng đáng với đức tin của vị vua này. Guillaume không có những ý nghĩ về việc làm như sắc, nên tỏ ra nghiêm khắc với bọn Comprachicos. Ông rất cương quyết trong việc tiêu diệt lũ sâu bọ kia. Một pháp lệnh thời kỳ đầu của Guillaume và Marie đánh rất mạnh vào hội kính của bọn mua trẻ con. Quá là một chùy giáng vào đầu bọn Comprachicos, từ đó bị nghiền nát theo các điều khoản của pháp lệnh trên. Những kẻ thuộc hội kính đó một khi bị bắt và xác nhận phải chịu hình phạt đóng dấu sắc đỏ trên vai có chữ R tức chip, nghĩa là ăn trộm, và trên bàn tay phải một chữ M tức mese, nghĩa là giết người. Bọn thủ lĩnh được coi là giàu có, mặc dù bề ngoài là ăn mày, sẽ bị hình phạt collisium tức đài bêu tội nhân, trán bị đóng một chữ P, thêm tài sản bị tịch thu và cây cối trong rừng bị đào tróc hết. Kẻ nào không chịu tố giác bọn Comprachicos sẽ bị phạt tịch thu và tù chung thân như đối với tội misprisions. Còn phụ nữ bắt được ở trong bọn này phải chịu hình phạt cutting stone,
một loại ghế bọc bên mà tên gọi gồm từ ngữ Pháp coquin và từ ngữ Đức sun có nghĩa là nghề. Luật pháp nước Anh vốn sống dai một cách kỳ quặc nên hình phạt này vẫn tồn tại trong pháp chế nước Anh đối với mấy bà hay đánh nhau. Người ta treo loại ghế coquin sun này lên một dòng sông hay một cái đầm, cho người phụ nữ ngồi lên, đoạn thả cái ghế tổng xuống nước rồi lại kéo cái ghế lên. Cứ diễn đi diễn lại 3 lần cái trò bổ nhào ấy để làm mắt tướng bà kia, như lời bình luận Chamberlain. Quyển 1. Trời đêm không đen tối bằng lòng người. Một La Mã, mũi Nam Portland. Suốt tháng Chạp năm 1689 và suốt tháng Giêng năm 1690, một ngọn gió bất dai dẳng của phương Bắc thổi mãi không ngừng trên lục địa châu Âu, và khi lên đến đất Anh còn gay gắt hơn nữa. Vì vậy mà có vụ rét khủng khiếp làm nảy ra câu nhận xét đó là mùa đông đáng ghi nhớ cho dân nghèo. Bên lề cuốn kinh thánh cũ tại nhà nguyện phai trưởng lão của nhóm Nonshiroh London, nhờ tính chất bền bỉ ích lợi của loại giấy da cừu cổ xưa trong triều đình, dùng để đóng các loại sổ quan trọng, nhiều bản danh sách dài ghi tên những người bần cùng chết đói và trần truồng ngày nay còn đọc được trong các mục tài sản giáo đường ở Clean Liberty Court của thị trấn Southwark, ở Powder Court, nghĩa là tòa án nhân dân chân đất, và ở Whitechapel Court do viên khắp quan của lãnh chúa mở tại hãng Sydney. Hiện tượng sông Tammy đóng băng chỉ xảy ra mỗi thế kỷ một lần, vì ở đấy băng rất khó đóng do biến động mạnh. Xe cộ chạy nhanh trên mặt sông đóng băng. Trên sông Tammy có chợ phiên họp lều, có chợ gấu, có đấu bò. Người ta quay nguyên cả con bò mộng trên mặt sông đóng băng. Lớp băng dày này kéo dài suốt hơn 2 tháng. Cái năm gian khổ 1690 còn khắc nghiệt hơn cả những mùa đông nổi tiếng đầu thế kỷ 17 mà bác sĩ Gédéon Delon đã quan sát tỉ mỉ. Ông được thành phố London tưởng nhớ bằng pho tượng quan thân của bệ, xem như là nhà bảo chế của vua Sắc Đệ Nhất. Một buổi chiều, vào lúc sẩm tối một ngày rét buốt của tháng Giêng năm 1690, tại một trong số rất nhiều tiểu loan không mến khách trên vịnh Portland, có cái gì đó bất thường khiến Hải Âu và Sêu Biển không dám về tổ, cứ kêu gian trời và bay lượn mãi ở cửa vũng. Trong tiểu loan này, nguy hiểm nhất trong tất cả các dũng nhỏ trong vịnh, mỗi khi có những ngọn gió nào đấy hoành hành, và do đó lại là tiểu loan hẻo lánh nhất, tiện lợi nhất, vì chính tính chất nguy hiểm của nó cho những tàu bè muốn trốn tránh. Một chiếc thuyền con hầu như cập sát vào giáp biển, nhờ nước sâu đã buộc neo vào một mũi đá. Người ta thường bảo đêm xuống, như thế là sai. Lẽ ra phải nói đêm lên, vì bóng tối từ lòng đất kéo đến. Phía dưới giáp biển đã là đêm tối, mà trên cao vẫn còn sáng tỏ. Và có ai đến gần chiếc thuyền buộc neo đó, hẳn đã nhận ra đó là một chiếc thuyền chiến Biscay. Mặt trời suốt ngày bị sương mù che phủ, vừa mới lặn khuất, người ta bắt đầu cảm thấy cái mối lo sợ thầm kín u uất, có thể gọi là niềm ưu tư khi giăng bông dần dương. Gió biển không thổi nên nước trong tiểu loan phẳng lặng như tờ. Đây là một dịp mai hiếm có, nhất là về mùa đông. Các tiểu loan Portland hầu như luôn luôn là những bến cảng có sóng lớn. Những lúc có bão, biển ở đây động rất dữ, phải khéo léo dọc quen lắm mới qua được đấy an toàn. Các bến nhỏ ấy có cái vẻ ngoài hơi là thực sự, đón tiếp không lấy gì làm niềm nở. Vào thật dễ sợ mà ra cũng thật hãi hùng. Chiều hôm ấy, trường hợp khác thường, lại không nguy hiểm chút nào. Thuyền Biscay là một loại thuyền mẫu cổ xưa không thích dụng nữa. Loại thuyền này trước kia đã từng được duyệt cho cả hải quân, là một thứ vỏ tàu kiên cố nhỏ như thuyền, chặt như chiến hạm. Trong hải quân có kể đến nó, thứ thuyền chiến đúng là có lúc trọng tải rất lớn, như chiến hạm trưởng Frank Griffon do Love the Medina chỉ huy, trọng tải 650 tấn và có 40 khẩu đại bác. Nhưng loại thuyền hàng và thuyền buôn lậu lại rất nhỏ. Dân miền biển đánh giá và cho rằng loại thuyền mẫu này quá mỏng manh, dây lèo của nó toàn bằng gai bệnh, có thứ lõi lại bằng dây thép. Như vậy hẳn là có dụng ý, mặc dù không khoa học lắm, thu nhập tín hiệu trong những trường hợp có từ lực. Tính chất nhỏ nhắn của thuyền cũ vẫn không loại trừ những loại dây cáp to, loại dây Capria của thuyền chiến Tây Ban Nha và loại dây Camelli của thuyền chiến La Mã có 3 tầng chèo.
Cần lái rất dài, lợi về tay đòn to, nhưng bất tiện vì cung hoạt động nhỏ. Hai dành quay trong hai lô cốt ở đâu cần phải lái bổ khuyết cho điểm bất lợi đó và bù lại sự mất mát về lực. La bàn được gắn cẩn thận trong một cái hộp vuông và đu đưa rất nhảy nhờ hai khung bằng đồng đặt nằm ngang, cái nọ trong cái kia, trên những đinh ốc nhỏ như cái đèn cạc đăng. Việc chế tạo loại chướng thuyền này có tính chất vừa khoa học vừa tinh vi, nhưng là thứ khoa học dốt nát và thứ tinh vi thô sơ. Loại chướng thuyền này cổ sơ như loại pháo thuyền đáy bằng bề mặt vững vàng và giống thuyền độc mộc về tốc độ. Cũng như mọi thứ tàu bè nảy sinh từ bản năng hải tặc và ngư ông, nó có những ưu điểm đi biển đang chú ý. Nó thích hợp cả trong hồ kính lẫn ngoài biển khơi. Hệ thống buồm của nó phức tạp vì có trụ chống và rất đặc biệt, giúp cho nó đi được tiếp một trong những vịnh kính Azores gần giống những dũng tàu đậu như Pasa chẳng hạn, và tha hồ ra khơi. Nó có thể vòng quanh một cái hồ và đi khắp cả thế giới. Đúng là loại thuyền cổ đặc biệt lưỡng dụng. Đi trong hồ ao cũng tốt, mà đương đầu với bão táp cũng tuyệt. Loại chiến thuyền này trong hàng tàu bè cũng giống như một con chìa dôi trong loài chim, vừa nhỏ nhất vừa song sáo nhất. Chim chìa dôi khi đậu chỉ hơi làm triểu một cành sậy, mà khi cất cánh lại dám vượt cả trùng dương. Những chiến thuyền Biscay dù nghèo nàn nhất cũng được mạ vàng và sơn vẽ. Những dân tộc đáng yêu hơi mang sợ một tí, giống có tài xăm vẽ mình mẩy. Hình ảnh sặc sỡ vĩ đại của núi non quê hương họ được băng tuyết và đồng cỏ kẻ ô gợi cho họ thấy được sức mạnh quyến rũ của việc trang trí. Họ nghèo đói nhưng lại xa qua. Họ găng cả gia quy vào lều láng của họ. Họ có những con lừa to mà họ cho đeo nhạc đồng đầy cổ, và những con bò béo được họ dội lông chim lên đầu. Xe cổ của họ đi xa hai dặm đã nghe tiếng bánh lăn, đều được tô vẽ chạm trổ và đính giải kê tua. Một anh khâu giày có một bức phù điêu ở cửa ra vào, đó là thánh Crepin, và một chiếc giày rách nhưng bằng đá. Họ gắn vào áo những giải da, quần áo rách họ không giá mà lại thêu, thật là vui tươi sâu sắc và tuyệt vời. Cũng như người Hy Lạp, người Bas là con của mặt trời, trong khi người Valance cởi trần và buồn bã hoàng chăn len nâu khoét lỗ để chui đầu qua, thì người Galis và Biscay hớn hở với những chiếc áo lót đẹp bằng vải chuỗi xương trắng muốt. Trên thềm và cửa sổ của họ đầy những bộ mặt nước da nâu tươi mát cười vui với những dải hoa ngô. Một vẻ trong sáng tươi vui kiêu hãnh lộ rõ trong nghệ thuật hồn nhiên, trong nghề nghiệp, trong tập quán, trong trang phục của các cô quái, trong các giọng hát lời ca. Núi non mái lều khổng lồ đó ở Biscay luôn luôn rực rỡ, ánh sáng xuyên vào và thoát ra qua tất cả các khe kẽ. Ngọn sai Kiven quang du gian rộn những điệu hát quê tình. Biscay là vẻ đẹp của rặng Pyrenees, cũng như miền Savoy là vẻ đẹp của núi rừng Alpes. Những vịnh đáng sợ gần San Sebastian, Lezo và Fontarabia đưa những cô lái đò tóc quấn qua hồng trà trộn vào mây trời, giông bão, vào bọt nước qua các mũi đất, vào sóng gió điên cuồng, vào cảnh ầm gian khủng khiếp. Ai đã qua vùng đất Bas đều mơ ước có ngày sẽ trở lại. Đó là mảnh đất đã được Chúa Trời ưu đãi. Một năm hai vụ thu hoạch, những xóm làng tươi vui gian rộn, một cảnh nghèo cao quý. Suốt ngày Chủ nhật là tiếng guitar, tiếng sanh, tiếng phách, là nhảy múa yêu đương, những ngôi nhà phong quang sạch sẽ, những bóng cờ trên đỉnh tháp chuông. Chúng ta hay quay lại với Portland, ngọn núi treo leo của biển cả. Bán đảo Portland nhìn từ trên xuống giống hình một cái đầu chim mỏ hướng ra đại dương và gáy quay về phía Weymouth. Eo đất là cái cổ. Portland ngày nay tồn tại vì công nghiệp đã mất hết vẻ hoang sơ của nó. Bờ biển Portland được những người thợ đá và thợ thạch cao phát hiện vào khoảng giữa thế kỷ 18. Từ thời kỳ đó, dưới đá Portland người ta làm ra loại xi măng La Mã, một ngành khai thác có lợi làm giàu cho đất nước và là biến dạng cái vịnh. Cách đây 200 năm, những bờ biển này đổ nát như một bờ biển vết đứng. Ngày nay, chúng điêu tàn như một công trường đá. Chồng cuốc cắn tí một và sóng biển ngoạm từng miếng to, do đó mà giảm mất vẻ đẹp. Tiếp theo sức phá phách hùng vĩ của đại dương là sự cắt xén quy củ của con người. Việc cắt xén quy củ này đã làm mất hẳn cái Tiểu Loan, nơi đã buộc neo chiếc thuyền chiến Biscay. Muốn tìm lại một đôi di tích của cái bến nhỏ bị phá hủy đó, phải tìm ở bờ phía đông bán đảo, về phía mũi nhọn,
quá Folivia và quá De Kepier, quá cả Warham. Giữa địa điểm gọi là Chatham và địa điểm gọi là Southwell, cái tiểu loan từ phía bao bọc bởi những dốc đứng hiểm trở cao hơn là rộng đang bị bông tối lớn dần từ phút một. Sương mù mờ đục, đặc điểm của hoàng hôn mỗi lúc một dày, y như cơn lũ bóng tối dưới lòng giếng sâu. Đường từ tiểu loan ra biển là một thứ hành lang hẹp, in bóng cái nội thất tối gần như đêm này. Ở đây làn nước khẽ rung rung một kẻ nước mờ mờ trắng, phải đứng thật gần mới thấy chiếc thuyền neo vào núi đó và gần như được giấu kín trong tấm áo tròn to của bóng tối. Một tấm dáng dứt vào bờ, ghét lên một chỗ nhô thấp và bằng ở vách núi, điểm độc nhất có thể đặt chân để cho chiến thuyền liên lạc với đất liền. Dâm bóng đen bước lên, tránh nhau trên chiếc cầu chồng chành đó, và trong bóng tối dày đặc lại con người bước xuống thuyền. Trong tiểu loan không rét bằng ngoài biển, nhờ dãy núi trắng sừng sững ở phía bắc cây dũng, rét thì có đỡ, nhưng những con người kia vẫn run cầm cập, họ đang hôi hả dục nhau. Ánh hoàng hôn làm cho các đường nét nổi bật lên như cắt trên quần áo của họ. Thấy rõ có những chỗ tả tơi, tỏ rõ họ thuộc tầng lớp ở Anh, gọi là bọn rách rưới.